Chào anh em nha. Bỏm mấy anh chồng của em, mấy ông này đi không được luôn. Con nói đấy không, bữa ổng nó nằm luôn, mà bữa nay đi được luôn bình thường. Bảo đảm mấy con chồng mà yếu chân bị bại liệt, bảo đảm chầm chầm hết luôn. Bữa ổng đâu đi được đâu, nhưng bữa nay mấy anh chồng em, con nói đó, nhất là con đó đó, con cò cò dọ đâu đi được đâu. Bữa nay thả ra đi thoải mái, bị bại liệt chị hết nha mọi người. Em lưu ý là chị cũng dễ thôi à, chứ không cũng không khó cho mấy. Ăn thua mình có kiên trì thôi. Bữa nay nó mới 4 bữa à, 4 bữa là mấy em nó đi lại được bình thường. Hai con này thì bữa ổng nó cũng yếu yếu, nhưng mà nó không có bị nặng bằng con kia là nằm luôn rồi đó. Anh chị cái này anh chị cho nó uống thuốc xong cái mình phơi nắng, phơi nắng tí xíu cái mình bắt ra mình tập cho nó đi, tập cho nó đi lại là bình thường à, chứ không gì khó. Nhưng mà ăn thôi thuốc thì sáng cử, chiều mình cho uống cử, nó mà uống cử khác, uống cử dặm đây ta gì vậy, để chơi đi, đi chung đi, đi chung đi. Ấy gì đâu, em mới phơi nắng xong. Đó, dạ, con kia nó còn yếu, nhưng mà bữa nay nó đi được rồi, mỗi bữa nó đi không được luôn. Đấy, đấy cưng ngùng. Ê, chui rồi, chui rồi, chui rồi. Chui chui vô. Đây, cầm cặp vào đó đi. Tập cái này. Tập cho nó đi. Đây nhớ trên chuồng nó đi không được. Đó, con đó nó vừa ấm, yếu lắm. Này đi bình thường. Đỡ 80% rồi. Bộ là bình thường. Để này con. Chị đừng có sợ mà mấy con chồng con mà tình trạng mà bị mà liệt chi chi sao đó là bình thường. Không có gì khó khăn hết trơn. Còn anh chị không biết bỏ phế nó thì nó chết luôn. Con này mình chăm sóc kỹ đó. Đó con này nè, đó nè. Bỏ nó đi không được đó, mà bữa nay nó cò được rồi. Mà nó đi bình thường rồi á. Vài ngày nữa em sẽ quay, mỗi ngày em mỗi quay cho anh chị coi ba con này, coi nó phát triển làm sao nha. Đó, anh chị thấy không? Giờ nó đi rồi, đi bỏm rồi, nó nói đó. Em nói là rồi vậy, nó xong rồi, nó cứu rồi. Nhưng mà uống thuốc từ từ nó hết.